Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng C, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc mà chúng tôi vừa mới mua về đây các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới về đến cửa hàng là tôi quay qua tôi giới thiệu luôn cho quý vị các bạn đây nhé. Đấy, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa gì luôn các bạn ạ. Đây là chiếc xe Kia Forte. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 và ở cái phiên bản SLI, quý vị các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe Kia Forte SLI này, phiên bản này là phiên bản SLI, đã lăn bánh được 11 vạn km rồi các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn, màu đen các bạn nhé. Ở cái phiên bản SLI nhập khẩu nguyên chiếc này thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc xe này là khá nhiều option các bạn nhé. Đấy, phiên bản Forte. Forte này là cái phiên bản nội địa của Hàn Quốc các bạn ạ, nhập khẩu từ Hàn Quốc về các bạn nhé, chứ không phải cái phiên bản lắp ráp trong nước đâu. Kia Forte cũng có cả phiên bản lắp ráp trong nước, nhưng chiếc xe này là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc là phiên bản SLI các bạn ạ, đi rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ nhé. Rất là đẹp luôn, nhìn về phần bên ngoài là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, đây là camera lùi, cảm biến lùi nguyên bản theo xe có sẵn rồi quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chủ xe cũng không lắp thêm cái gì cả đâu, toàn bộ là còn nguyên bản ấy. Có cái dán cái trang trí đèn hậu đấy ạ. Đấy, nhìn cái cụm đèn hậu này thì quý vị các bạn thấy được luôn đấy ạ, đây là cái dán ốp trang trí vào thôi, chứ không phải là lắp thêm, độ thêm đồ gì đâu nhá. Tất cả là còn nguyên bản và rất là đẹp luôn, rất là đều xe. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần keo chỉ bên trong, cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, tất cả là còn nguyên bản và đều rất là đẹp xe các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây, chiếc xe đã lăn bánh được hơn 11 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Tên tư nhân biển Hà Nội và nội thất ghế da nguyên bản ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc và nhập khẩu nguyên chiếc ạ, và sản xuất năm 2010 luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. 2010 tính ra là đã sử dụng được hơn 13 năm rồi, sắp sang năm 14 rồi. Đấy, nhưng chiếc xe nhập khẩu thì rất là bền bỉ và rất là đẹp. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị cửa sổ nóc rồi. Đấy các bạn nhé, có cả cửa sổ nóc luôn các bạn ạ. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, rất là đẹp luôn. Và toàn bộ cái đầu CD 6 đĩa vẫn còn nguyên bản theo xe đấy ạ. Riêng về hệ thống âm thanh thì cái đầu nguyên bản này nghe rất là hay, cho nên là chủ xe chưa có độ màn hình Android các bạn nhé, vẫn giữ nguyên cái đầu CD 6 đĩa của xe các bạn ạ. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá chỉ hơn 200 triệu đồng thôi quý vị các bạn nhé. Chỉ hơn 200 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động này quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì bây giờ chúng tôi không hỗ trợ trả góp được nữa quý vị nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua những chiếc xe này thì chuẩn bị đủ tiền chứ không trả góp được ạ. Quý vị và các bạn đừng hỏi tôi là có hỗ trợ trả góp nữa không nhá, vì chiếc xe này chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Và đời 2010 thì bây giờ ngân hàng không hỗ trợ trả góp nữa các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe ạ. Keo chỉ cốp sau của chiếc xe đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản ạ. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm và cũng chưa có bị mất một phân keo chỉ nào quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều quý vị và các bạn ạ. Đấy, chủ xe đi có hơn 11 vạn km thôi, rất là giữ gìn cho nên là còn rất đẹp. Đấy, chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, tất cả đồ của xe để lại đây, đồ của chủ cũ để lại là vẫn còn nguyên, chưa có dọn dẹp gì đâu quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này,
lốp sơ cua cũng còn nguyên bản này, phụ tùng đồ nghề đầy đủ hết, không còn thiếu một cái gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này mua có những cái gì thì bây giờ nó còn nguyên những cái phụ tùng đồ nghề giống như những cái mà nhà sản xuất đã cung cấp cho chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về phần ngoại thất và phần nội thất đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte 2010 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.6 lít quý vị các bạn ạ. Và đây là cái phần ốc cabo của chiếc xe đây. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết này. Từ keo chỉ cabo đến ốc chân cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn nhé. Toàn bộ những ốc chân máy này, ốc mặt máy tất cả là còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và cái động cơ này thì chúng tôi vừa mới mua về là chúng tôi quay tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn nhé. Quý vị các bạn thấy nó còn nguyên bản này, chưa có dọn dẹp gì đâu, tất cả là còn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa dọn dẹp gì mà nó đã sạch sẽ như này rồi đấy ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì đừng có chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy gọi ngay cho hotline của ô tô 360 chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.